Chào mừng tất cả quý chị quay lại với kênh bán động sản thực tế. Hôm nay xin giới thiệu đến quý chị một lô đất tại xã Bầu, xã Trừ Văn Thố, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Lô đất của mình là 121 m², ngang 5 và chiều sâu của nó hơn 25 m. Tổng diện tích trên sổ là 121 m² nha quý chị. Có sẵn 60 m² đất thổ cư. Hiện trạng của lô đất là hiện tại là đang để trống và có trồng cây cao su con nha quý chị nhé. Ở phía trước là con đường đất này có bề ngang hơn 5 m nha quý chị. Hiện tại là đất đã được cột rào ranh giới rõ ràng nha quý anh chị nhé. Có sẵn 60 m² đất thổ cư. Đất của mình là nằm trong khu dân cư hiện hữu, điện đường rồi cáp quang xung quanh trong vòng bán kính 2 km là có đầy đủ tiện ích chợ rồi trung tâm siêu thị, trạm y tế, các cơ quan ban ngành là đầy đủ nha quý anh chị nhé, không thiếu thứ gì. Từ đây đi về trung tâm của hành chính của huyện Bầu Bàng cũng chỉ hơn 2 km, đi về ngã tư Chân Thành là khoảng 2 km. Đây là con đường đi ra của bất động sản của mình, đây là con đường thông, xung quanh này có nhà dân hiện hữu đông đúc nha quý vị, nhà trọ rồi công ty xí nghiệp xung quanh rất là nhiều, rất là phù hợp để quý anh chị đầu tư một lô đất rất là đẹp nha quý vị nhé. Đã có sẵn thổ cư, anh chị quan tâm về lô đất này thì liên hệ trực tiếp để em cung cấp thông tin giá cả, vị trí cũng như là hỗ trợ quý anh chị giao dịch lô đất này. Trong thời điểm này, một bất động sản rất là tốt, tính thanh khoản